Xin chào quý vị các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đi làm cái món ngũ cốc rất là đơn giản tại nhà nhé. Gồm 10 loại ngũ cốc. Và cái món bột ngũ cốc này thì mình đã kiểm nghiệm hơn một năm nay đối với gia đình của mình rồi. Mình làm theo công thức này. Đặc biệt là con gái của mình nhá, thay đổi rất là rõ rệt. Hồi xưa mình cho uống sữa bột ngoài kia với sữa pha sẵn, sữa hộp á, thì nó rất là chán ăn và nó không muốn ăn và nó không tăng cân. Nhưng từ khi mình thay đổi sang cái ngũ cốc thì con mình rất là ăn rất là ngon và tăng cân rất là đều và chơi ngoan và rất là khỏe. Và đặc biệt cái ngũ cốc này thì mình uống cả nhà luôn nhá, không phải riêng con mình đó. Buổi sáng thì nếu như mà ai mà muốn đứa phụ nữ mình á, mà muốn giảm cân á, thì mình chỉ uống một cốc ngũ cốc này thôi, chứ mình không ăn sáng thì nó rất có đầy đủ chất dinh dưỡng trong cơ thể rồi, mình cũng không cần phải ăn gì nữa thì nó sẽ không không béo vì nó giữ dáng rất là tốt đó. Đối với cái ngũ cốc này thì gồm có 10 loại nhé. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ công thức chuẩn này để chúng ta lưu lại và chúng ta làm cho gia đình mình uống nhé. Thứ nhất là có, đây là hạt đậu đen sinh lòng nhé, gồm có 200 g. Hạt mè đen gồm có 100 g. Gạo nếp là gồm có 400 g. Gạo lứt ta thì gồm có cũng 400 g đó. Hạt hạnh nhân 200 g, hạt óc chó 200 g, vừng ta là cũng 100 g. Gạo lứt rồng thì mình bỏ có 200 g đó. Hạt sen 300 g. Hạt đỗ xanh thì là gồm có 200 g đó. Thì theo công thức này thì đầy đủ 10 cái nguyên liệu để chúng ta làm cái bột ngũ cốc rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Đặc biệt là nếu mà các bạn mà có thời gian các bạn tự làm rất là tốt và hay là rẻ. Còn nếu mà các bạn không tự làm, chúng ta có thể là mua những nơi có đảm bảo uy tín đó, làm sạch sẽ và đảm bảo uy tín. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bước để các bạn làm cái bột ngũ cốc này nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đi rửa các loại hạt nhé. Chúng ta rửa hạt đỗ đen này, gạo nếp này, gạo lứt ta này, đỗ xanh, hạt sen với gạo lứt dầu đó. Chúng ta sẽ đi rửa những cái thứ đó và chúng ta tiến hành đi rửa nhé. Mình rửa thì các bạn, mình không quay rửa nhé. Mình rửa xong mình để ráo xong mình sẽ phơi khô lên rồi xong mình mới đi rang đó. Nhá, mình rửa sạch rồi sau mình lọc qua cái rổ á cho nó ráo nước. Xong thì mình sẽ, bạn nào mà có cái phơi hơn thì phơi, còn mình trải cái tấm ni lông, cái tấm túi bóng này rồi mình phơi. Mình phải phơi cho khô nhé. Phơi khô thì sẽ nó là dễ rang, còn mình phơi mà ướt ẩm ướt thì nó rất là khó rang và lâu chín hơn đó. Mình phơi ngoài nắng nhé, phơi ngoài nắng cũng được, hoặc là mình quạt, bật cái quạt cho nó khô cũng được đó, quạt đi lâu hơn. Những nhà nào mà ở thành phố thì mình bật cái quạt, còn những nhà nào mà ở nông thôn mà sân rộng thì mình có thể phơi ở ngoài nắng thì càng tốt hơn đó. Chúng ta phơi khô rồi, các bạn phải phơi khô một kỹ thì khô một tí thì nó khi rang lên nó dễ rang, một thứ hai nữa nó để nó không bị ẩm mốc nhé. Đó, chúng ta phơi khô rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa đi rang nhé. Bây giờ chúng ta rang gạo nếp. Chúng ta rang thì rang vì sao mình bé, mình làm mỗi lần ít nhưng mà mình làm bé là mình sẽ chia ra hai lần, bốn lạng gạo nếp là mình chia ra rang hai lần nhé, thế sẽ hơi bé. Và mình sẽ đảo đều tay nhé. Các bạn phải đảo đều tay nhé. Khi nào mà gạo nó chuẩn bị chuyển sang màu vàng á thì hơi vàng vàng á thì chúng ta sẽ giảm nhỏ lửa đi nhé. Chúng ta phải rang
rang vào khi chúng ta ăn cái hạt gạo á, ăn cái hạt gạo nhé. Nó thấy nó giòn, nó thơm thì là được. Đó. Cái này chúng ta phải đảo đều tay nhé. À, và các bạn nhá, rang chúng ta vừng đen với vừng ta với mè đen chúng ta rang cuối cùng nhé. Ta đang hẳn loại hạt đầu tiên các cho sau chúng ta đang chúng ta mè đen cuối cùng. Đó, đây. Đảo lấy cùng chúng ta gần được á. Đây được rồi, cho nhé, mình sẽ đối với đỗ xanh với hạt sen thì chúng ta rang cùng nhau đấy, thì hai cái loại này nó cộng hưởng với nhau nó rất là nhanh chín. Đó. Mình rang cùng với và chúng ta cũng phải đảo đều tay nhé. Ngũ cốc của mình vừa rang xong rồi nhá, rang hết rồi nhá. Bây giờ mình trộn cái hỗn hợp này trộn với nhau rồi để nguội, nguội rồi mình sẽ đi xay bột ạ. Ngon chưa? Vừa ngon vừa thơm lắm. Đó. Hạt óc chó này. Mình trộn đều là mình đưa xay nguội, xay phải để nguội nhé, các bạn phải để nguội xong đưa xay nhé. À, các cái hạt cái kia này là mình chọn là loại sạch hết nhé, mình tìm mua những nguyên liệu sạch hết. Đó. Cái này ăn đảm bảo cực kỳ luôn. Nha, mình đã xay bột xong rồi về đây nhé. Đây theo công thức đó thì mình gần 2 cân bột nhé. Đó. Vẫn còn một ít nữa, mình chưa bỏ vào hũ kịp đó. Thì mình quay qua cho các bạn xem đã. Đó. Bây giờ các bạn có thể làm cho một cho nước vào nhé. Mình cho một ít bột vào trong cốc và mình cho nước vào. Cho nó sôi nhé. Mình quấy cho nó tan khỏi vón cục ra đó. Cái này mình mùa đông thì mình cũng nấu, còn mùa hè thì mình bỏ lại, bỏ lại vào tủ, cho thêm vài cái cốc đá, viên đá chúng ta sẽ ăn nó rất là ngon đó. Bây giờ mình cho thêm ít sữa đặc. Các bạn cho đường cũng được nhé. Còn những ai mà muốn kiêng đường thì chúng ta uống không cũng được, rất là tốt. Đó, trẻ nhỏ, người già, người lớn đều uống được. Đó. Đặc biệt về mùa hè này thì mình sẽ lấy cái ngũ cốc này mình làm kem á. Thì hôm sau mình sẽ đưa video lên làm kem bằng ngũ cốc cho các bạn xem. Đó, làm kem ngũ cốc rất là ngon. Còn nếu như ai mà không có thời gian nào mà muốn mua ngũ cốc để làm kem thì để uống thì hãy liên hệ mình nhé theo số điện thoại dưới ghi dưới phía dưới nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé, chúc các bạn có một cái món ăn rất là ngon nhé.